nói về nhân quả khảo hành theo đúng cái tiêu chuẩn của đường đi nhân quả mà Phật đã vạch. Do cái bài này, Nguyên Thanh hãy đến đọc cái bài này tại chúng con để nói lên cái điều mà con đã ghi chép đúng theo cái giảng bài của Phật đã dạy. Nguyên Thanh có đi không con?
hoặc nhìn giống kim loại xóa cổ cầu ta lại và đắm xương một trạng sơ lã thì đã đùa sợ tới mọi người. Hậu quả là khu vườn và căn nhà bị cháy rụi không ai đứng xuống hết. Còn bị đắm một trạng sơ lã thì mọi người nghĩ thằng bé này rất sẽ ở họ chọc tức họ khi em nhớ có đám cháy trong nhà. Không chỉ đi với những con thấy rõ về đường đi của những quả hậu hành, không hay không nghe mà nói thánh nghe mà nói dối. Vì những sự thích nói dối, khi cậu bé mà tạo ra nhiều sáng nhân xấu, làm cho mọi người không tin tưởng. Và cái gian đó là thẳng những quả là khu vườn và căn nhà của cậu bé bị cháy rụi, nhưng không có ai đến cứu giúp. Đặc tứ của khẩu hình này, đặc tứ của câu chuyện này không đã vui vui, nhưng đó là một bài học dạy cho chúng ta hiểu biết đừng nên nói dối, sẽ mất những thứ đấy. Dù là một câu nói đùa, đặc tứ của câu chuyện này có thứ khô và làm khổ tình. Vì mọi người đang đi làm về, bỏ nghe cái kêu cứu cháy, họ vội vã bỏ hoành nắng chạy nhanh về nhà để cứu cháy, vì làm như vậy nên không có đám cháy nào cả. Như vậy là rằng khổ người đặc tứ này là ác, mặc dầu cậu bé yêu thích xinh đẹp hoặc người cho vui. Cái nơi của cậu bé trong một thực chất nhưng để lại hết khổ cho biết bao người cắm đầu cắm cổ chạy từ làng để cứu cháy. Đặc tứ này là ác, mất đi sự tính trọng của mọi người. Đặc tính của câu chuyện này là cái ác nhiều hơn cái thiện. Tuy cái ác ban đầu là ít, vì cậu bé nghĩ đơn giản, ưa sợt đẹp mọi người cho vui thôi. Nhưng không ngờ sự việc xảy ra quan trọng đối với mọi người như vậy. Vì ở miền quê, nhà trắng đất lá, kẻ ngang cháy là mọi người lo sợ và hoảng hốt. Lợi dụng chuyện này nên cậu bé khi chọc mọi người cho vui. Từ sự thiếu sót này dẫn đến hậu quả là nhà cậu bé bị cháy rụi. Cho nên đặc tính này có nhiều cái ác hơn cái thiện. Kẻ nói dối tức là một hành động chiếm phạm đức, làm khổ mình khổ người khổ cả ha. Duyên hợp của khẩu hình này là vì có duyên hợp chúng khi cậu bé la lớn nên có đám cháy, thế mọi người hối hận chặn về làm. Vì ưa thích nói dối cho vui nên cậu bé la lên có đám cháy. Vì la lớn nên mọi người tin nên sau nhiều lần nhắn phản, mọi người đã ngang nghi ngờ cậu bé và không còn tin tưởng nữa. Duyên hợp là cậu bé ra lớn có đám cháy và mọi người hỗn hẳn chặn người xuống cháy. Duyên hoan của khẩu hành này vì quá nhiều lần chọc ghẹo mọi người nhưng cậu bé được mọi người rất rõ. Tin tưởng của cậu bé bị lãng từ đấy. Khi cậu muốn nói, mặt nhà mình bị cháy thì mọi người không tin. Họ cho là cậu bé nói dối nên kết quả khu vườn và căn nhà bị cháy, không ai đến cứu giúp và bản thân cậu bé bị mọi người tấm lại đánh cho một trận hơi xả. Từ đó cậu bé không được mọi người kính trọng nữa. Họ cho rằng cậu bé tự nhiên không mất đi. Chuyển đổi khẩu hành này, đây là một khẩu hành hướng tới cách khổ cho mọi người. Lúc ban đầu chỉ nói dối cho vui, nhưng kết quả đáng thương cho cậu bé. Đây là một ý hành thuộc khẩu nguyện. Muốn chuyển đổi nó thì chúng ta phải cắt ý để ngay và những cách ta muốn nói dối đang đăng nghe khởi lên. Muốn chuyển đổi thành khẩu hành thiện thì chúng ta phải có sự biết đúng đắn về đạo đức nhân quả con người. Nói dối không hẳn hay hoặc nói dối đùa chơi, nhưng hoặc là nói dối hoặc là mất uy tín của mình, cho nên tốt nhất là im lặng như thánh thì mới chuyển được khẩu hành ác này.
áp dụng nhân quả khẩu hành này vào bản thân. Qua câu chuyện này, con cũng được học nhiều bài học bổ ích là không được nói dối, dù chỉ nói chơi nên chỉ nói đùa vui trong chốc lát. Vì là người xuất gia cho nên không được bộc lộ là một thánh đức chân thật. Dù con chưa nói dối như là cậu bé kia, nhưng con cũng vẫn để phòng cẩn thận trái tâm của mình. Vì con đang tập sống như Phật, nên khi trong tâm con cũng khởi những ý tưởng nào đó để nói dối là con biết ngay liền. Con sẽ nghĩ không nên nói mà làm như vậy, vì đó là giới luật của người xuất gia, đó là một thánh đức chân thật của người tu. Phải từ bỏ đi thì con bỏ được các ý nghĩ muốn nói dối của mình. Mặc dù cái nói dối của con chỉ nói chơi cho vui thôi, mỗi ngày con tự kiểm điểm lại bản thân mình có làm khổ mình không, có làm khổ người không. Con nghĩ là độc cư nên con không nói chuyện với ai, vì thế con tự kiểm điểm bản thân con. Mình có làm khổ mình không, và con cũng đã có làm khổ bản thân mình. Vì không nghĩ đến cái chết của mình hết. Khi con nghĩ đến cái chết đó là vì người kia đã từng lừa dối con, vu khống và đưa về những câu chuyện về con mà không đúng sự thật. Con nghĩ đến đó là một chết trong con, tôi lên tương giận, con giận người đó, khi con thấy cái mạng của con sẽ làm cho con khổ, nên con vội vã điều đó ra. Con dùng cái tiếng suy nghĩ, đâu là điều gì, đâu là điều khác, và con đã được, con trở lại thanh thản, yên ổn. Thấy việc của người đó dối tu khống con như vậy, con rút ra được bài học cho bản thân là mình không được lấy ra nhân xấu, mình không được nói dối sự việc để vu khống người khác, mà mình phải cố gắng nỗ lực tu tập để chịu khổ thành thật, thành khẩu thành thiện cho cuộc đời mình tươi sáng và thanh cao hơn. Nếu họ nói dối vu khống mình như vậy, rồi có một ngày đẹp trời nào đó, người nói dối sẽ phải trả nhân quả trong sự bất tín của mọi người, họ sẽ không bao giờ được kính trọng nữa. Thấy việc người ngắm lại mình đó là một bài học đạo đức cho đời con, nên con biết im lặng như hắn để chuyển đổi khẩu hành của mình. Câu chuyện thứ hai nói lời chưa đẹp. Có một người chưa hay nói lời chưa đẹp, ưa thích nói những gì bịa đặt không có thật, với bản chất đa nghi dễ nghe một câu chuyện nào đó thì thêm bớt vào và tiêu diệt lên những câu chuyện thật đồng rợn như những câu chuyện giết người ăn cướp đánh chồng giết người. Người này làm vợ của một thương gia buôn bán hàng vải. Ở cửa hàng Thượng Hải, người chồng gửi theo một người vợ bé. Người vợ bé có tính hiền hậu trung thực, không bao giờ nói lời khinh miệt, nên được chồng tin tưởng và giao tay hòm chìa khóa cho nàng. Và nó cũng bắt đầu bắt chước từ đó, vì có tính hay khinh miệt và lan nhiên, nên người vợ lớn luôn nghi ngờ người vợ nhỏ tục điều, làm cho người vợ nhỏ đau khổ. Chứng với bản tính nhiệt nhiên, nàng im lặng và chịu đựng không nói, chỉ cố gắng làm việc, thu xếp mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình. Một hôm có công việc phải đi đưa một hàng vải ở xa, nên người chồng đi sớm và hẹn một tuần sẽ về. Khi người chồng đi rồi, cô vợ lớn dựng được người vợ nhỏ đi lễ Phật ở chùa. Với bản tính thật thà, nhiều lần không nghĩ đến những mưa vô sợ việc đang chờ mình ở phía trước. Nhưng người vợ nhỏ thu xếp cửa hàng và mua hoa quả đem lên chùa lễ Phật.
đến chùa hai chị em cùng vào lễ Phật xong rồi cứ nhún ra về. Đi qua một con hẻm cao, mồ hôi đổ ra từ trời nóng bức. Người chị rủ người em nước mưa tắm. Khi đang tắm, cô chị nhìn nói với quen. Chị cũng quen tới đây tìm ở điện thờ Phật. Chị chị nên lấy, còn em cứ tắm ở nó, chờ chị ngủ tắm với. Rồi cô chị chạy lên chùa một khoảng ra lớn. Nhờ vị sư ở chùa ra dòng hướng ở hướng nam như con dốc, cứ một người đang chết đuối. Vị sư tử chạy hối thẳng xuống con dốc và chạy xuống ở núi với người bị hại. Nhưng không ngờ hạ sư gặp phải một tiểu kệ đang tắm trên bờ núi, đang hát như ngay. Sự tình lúc ấy thật chớ tiêu. Vị sư bộ tay đi như chưa kịp nữa rồi. Cô chị chạy đến ghế và chỉ bắn vào hai người là có ý tình tự với nhau trên bờ núi. Cô em thích đi người, cô chị nhào đến đánh quen hai mặt hai và kéo quen lên chống lại. Còn nhà sư thì bị đuổi ra khỏi kỳ môn. Khi người chồng nhà ấy đến mai ở xa về, cô vợ lớn thì thuộc lại không chỉ đi lễ chùa và tiêu diệt địa đặt. Làm cho người chồng tức giận và đánh cô vợ, tơi tả đuổi ra khỏi nhà. Cô vợ nhỏ vô khổ quá nàng nhìn như mình cứu dòng sông mà tự tự chết. Nỗi oan ức trong lòng nàng không có được. Với bản tính như mình hiền lành, nàng cứ lặng trong đau đớn để rồi dặn cuốn cắn chết thê thảm. Chỉ vì một chút nhỏ mọn thường nghĩ mà người vợ lớn đã dùng âm mưu thủ đoạn thật sự khác để hại người vợ nhỏ. Vì dùng lời nói kinh dị thì thật sẽ bị chồng hận của người vợ, dẫn đến cái kết cục đáng thương. Qua câu chuyện này, các sư chúng ta thấy chỉ một chút lòng thanh tịnh khi phạm thù mà con người thèm dùng lời kinh dị để lung lạc lòng người hoặc khuyến rũ hay là lắm người khác để làm tổn hại danh dự và tài sản, cố thể nên lại cho mình được nhiều lợi lạc và còn được tiếng không tiếng tốt. Ông định thật đáng thương, lời nói chuyên được gì đặt là một hành động thiếu đạo đức, làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Đặc tứ của câu chuyện này có sự sắp xếp chuẩn bị mưu mô, nên đặc tứ này như tế cũng khác làm đổ hạn lý danh dự của một nhà sư, dẫn đến cái chết của một người thiếu cổ. Đặc tính của câu chuyện này thì khác nhiều hơn cái gì dẫn đến kết cục của người thiếu phụ kiến và nhà sư sai ý, nên đặc tính này là một hành động vô đạo đức, một hành động có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và âm mưu và đã thành công. Cái đặc tính này là một thủ đoạn tàn nhẫn, cái ác nhiều hơn cái gì vì ghen tuông ganh tị với người vợ nhỏ. Khi người vợ lớn lại dùng mưu mô vũ lực đám tải khách tàn nhẫn, không có nhân tính của một con người thì kẻ hay chưa nghề địa đặt và đa nghi là những kẻ thiếu đạo đức. Đó là loài cầm thú chứ không phải là con người. Những con thú ấy là mang tới lớp người tàn sát giết hại lẫn nhau thật khá tinh tưởng. Chia sẻ của khẩu hình này, khi người chồng đi tắm thì mọi chuyện bắt đầu phản ra. Khi cô chạy, khi cô chị chạy lên chùa la lớn, có bạn hộ họ người các nhà sư xuống cứu người chết đuối. Tình sự liền liên tiếp phản ra như đúng chiến lược sắp xếp của cô chị. Vì có âm mưu từ trước, khi mọi việc ăn khớp vào nhau, như hợp của hành động này là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cần thủ đoạn mà không ai lường trước, nên mọi người rơi vào cái bẫy của cô chị. Từ chồng đến cô vợ nhỏ tới nhà sư, bằng một thủ đoạn âm mưu xảo quyệt, bằng sự siêu nhiệt và địa mặt dối trá. Viên ban của khẩu phần này, khi cô chị nói với cô em, chị nghĩ khi lên ví định nhìn cái điện Phật, để chị lên ngay, và khi nhà sư nhận xuống cứu để cứu cô em lên, thì mọi người bắt đầu tập kết thúc.
trong khi người chồng trở về nghe vợ lớn và còn tự thư dạy thì rằng người chồng tự thật nhìn đáng cô vợ nhỏ và được ra khỏi nhà. Cô vợ nhỏ đau đớn quá, nhục nhã quá, đi ra theo mình đúng lòng con tự bản cũ. Câu chuyện được kết thúc ở đây thật bi đát. Sự chuyển đổi của khẩu thành này, muốn chuyển đổi khẩu thành ác này thì chúng ta sẽ được hỏi về luyện những bài học đạo đức nhân quả nguyên bản, để không còn nói lời chứ gì mà phải dùng lời nói đúng thắng chính lý, không gạt lẫn người, không làm tổn hại danh giá bằng cả và thậm chí cho đến tính mạng con người. Áp dụng nhân quả khẩu thành này vào bản thân, con cũng đã đánh thức trong trái tim con sự thương yêu đồng loại. Con thương cho những kẻ nghi mờ không có lòng từ, con thương cho người yếu phụ khiếp oan uổng và nhà sư bị hai tiếng. Cuộc đời này là một trường kịch sân khấu, hết diễn tù này đến tù khác, làm cho biết bao người khổ đau cho những vở tù đang diễn. Một gia đình hiểu đạo đức là một gia đình đau khổ, phần lâu mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn những chịu đựng vấn lâu, chịu đựng chỗ mà sống, sống trong đau khổ nên không bao giờ tìm được chân hạnh phúc, an vui chân thật. Sống trong gia đình mà tự phúc, siêu kể chuyện đặc chuyện hài đến chuyện khác, nếu trá lẫn nhau thì nó là cũng giống như trong chuyện một chuyện một của trần gian. Từ câu chuyện này áp dụng vào bản thân con không bao giờ để cho tâm con bị chi phối chuyện lời siêu kể chuyện đặc này, thì con là người xuất gia đã được thầy dạy trên bài đạo đức nhân quả, cho nên không thể không biết từ. Khi con đã có sự hiểu biết thì con không phạm những điều trên, dù đó là một hành động thiếu đạo đức, làm khổ người khổ mình. Người nào chưa đi nói một lời chưa về thì rằng vô có người khác thì con cũng người không có người thánh, hãy từ bỏ đi. Câu nói khác nữa, vì những từ bỏ đi, vì những lời nói cái gì sẽ đến lại bao sự khổ nghi cho kẻ khác, làm cho người ít bao người đau khổ tan nhà nát cửa cũng vì sự chiêu nghiệp địa đặc này. Vì có sự hiểu biết nên con sẽ áp dụng vào đời sống tu học của mình qua câu chuyện này. Khi con không nói lời chiêu nghiệp địa đặc thì con sẽ được người trí mến yêu, thường đáp được những câu hỏi khó khăn, được làm người có uy tín cao quý trong cõi này, trong cõi làm trời làm người. Câu chuyện thứ ba, người nói lặp lọc. Có hai vợ chồng nhà nọ chuyên đi nói lặp lọc để kiếm sống qua ngày. Hai vợ chồng đó cực rất hay, những thế tù này là tù khác, làm cho nhiều người khổ lên khổ xuống vì họ. Một hôm trong làng có hai gia đình kia đang tranh cãi nhau về ruộng đất, thì hai vợ chồng nhà nọ cũng sang tham gia đứng ra làm phu gia để dẫn họ cho hai gia đình anh A và anh B. Hai vợ chồng cứ chụp anh A và anh B chuyện nhau, làm cho đôi bên thù hận tinh mối tương tranh rất khá nhiều. Ngày trước anh A và anh B là hàng xóm láng giềng với nhau rất thân thiết, vậy mà cũng vì mảnh đất nằm gần nhà của hai anh đã làm cho họ giận nhau, thù nhau. Khi vợ chồng nhà nọ cứ dục nên tình cảm càng đổ vỡ rằng. Hôm đó vợ chồng nhà nọ được anh A mời sáng dùng cơm, thế là họ ghi nhau nói xấu anh B để khiêu khích anh A. Hai vợ chồng nhà nọ nói: vợ chồng tôi như em đi nói, những anh A lắm qua mặt đất đó dù chỉ một gian tay thôi là tôi đem rửa ra chặt đứt tay thằng A. Anh A nghe vợ chồng họ nói thế, tức giận đùng đùng vớ cái dân hát chữ sau vườn ra nhà anh B để họ thử thằng B có dám chặt đứt tay không.
anh ta ở trong nhà đi ra, chạy ngay gặp anh ta, bắt nhau mắt thầy con, liền bị ghé một nhát hai bả vai. Tức giận vì vô cớ đánh cha mình, nên đứa con trai anh ta chạy ra sau hè cầm cái cuốc vào bổ anh ta. Anh ta bị cuốc ngay vào chân, rút một ngón chân máu đổ dòng về. Nghe tiếng kêu la hốt hoảng của hai gia đình, tôi vợ chồng họ rùa lẹ để làm hậu quả hai gia đình bị thương tích vì nghe lời xúi dục nó chia rẽ lập lọn của cảnh xấu nên đã làm ta mối bất hòa hẳn khổ hẳn và còn đến chuyện này kẹt ba người kia lúc nhạo báng khi chê ban làm đôi bên khổ hẳn tinh thố như căng họ còn dùng mối mép đứng làm chúng gia gây ác cảm đôi bên để đi chuyện xưa. Con thịnh chi đã cho chúng ta thấy rõ người có hành vi nó lật lọng nó nữ hai chiều là người thiếu đạo đức luôn làm khổ mọi người gây ra biết bao điều lắm chuyện từ lời nói chia rẽ lật lọng này. Con người cũng hơn các loài động vật khác là nhờ có trí tuệ thông minh biết có gì phải trái chẳng đen tốt xấu biết xấu khổ biết sửa đổi mà cũng chỉ than trí tuệ chi kiến để có những hành động không làm khổ mình khổ người và làm khổ tất cả các loài có cuộc sống khác. Do đó con người vượt hơn muôn loài vật khác biết ngăn chặn những thú tâm tấn công mình, biết bảo những hành động thương yêu đừng bỏ lẫn nhau, biết chia sẻ hoặc buồn cay đắng vân vân và vân vân. Đặc cứ của khẩu hành này là đặc khốn kề vì ưa thích tự nói lặp lòng nói chia sẻ khiến hai vợ chồng nhà nọ đã nói những lời không ác gây nên sự thù hận cho nghe và anh đê. Vì sự xưng nhận của chính cơ văn nên họ chẳng từ một ngôn ngữ nào để nhân tố khiêu khích người khác tướng này rất khô và như thế vì họ dùng môn bác đứng trong gia gây áp cảm đôi bên đi sư thiện họ lợi dụng sự hòa giải của cái mận nóng bắt hòa để họ được lợi nên gặp tướng thành có âm mưu tính trước có chuyện không cùng khác lấy trá làm hải lấy hải làm trá lặp qua lặp lại như những văn phòng. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy họ có vẻ mặt hiền lành, nhưng đằng sau cái tư tưởng hiền lành đó là một cây dao hai lưỡi cắt và cứa vào nhau vừa đau nhau. Cho nên đặc sứ hàng vừa y tế vừa khô kẹt, làm cho mọi người khó nhận ra hành động nói lời kia lẻ lẻ, lặp lọng này. Đặc sứ này có cái khác nhiều hơn chiếc thiện, vì ngôn ngữ nói lời chia sẻ gây nên mối bất hòa hai gia đình chán ý lẫn nhau vì nghe lời xúi dục của đôi vợ chồng kia khiến họ không còn đủ sáng suốt để nhận định rõ các vấn đề nên đặc tính này rất hại vì nói lời chia sẻ gây nên chẳng chán ý lẫn nhau gây ra khổ hạnh nghiệp của đôi vợ chồng kia. Nguyên hợp của khẩu hành này vì bản chất của đôi vợ chồng này là ưa thích nói lọc lọc gây lia lẽ để kiếm cơm ăn qua ngày. Đây là nghề nghiệp của đôi vợ chồng này nên khi gặp hai gia đình anh A và anh B tranh chấp nhau bản chất thì họ bèn tham gia vào họ dùng mồm mép đứng trung gian gây áp cảm đôi bên để đi chuyện chung nhau để rồi dặn chúng chén nhức lẫn nhau. Nguyên văn của khẩu hành này vì đã có tranh chấp với nhau về bản chất nên khi gặp đôi vợ chồng chồng kia thì mối bất hòa thù hận càng tăng làm cho anh A và anh B chén nhức lẫn nhau. Chỉ vì nghe lời nói chia rẽ của đôi vợ chồng kia mà anh A vác dao vào nhà chém anh B, rốt cuộc anh A cũng bị thương tích là bị giữa con trai anh B bổ cho một cuốc làm đứt ngón chân. Thấy hai gia đình chém giết lẫn nhau nên hai vợ chồng nhà nọ vội chuồn đất. Sự chuyển đổi của khẩu hành này, muốn chuyển đổi khẩu hành này thì chúng ta không nên nói lời chia rẽ, thường dùng lời êm ái an ủi
khuyên giải bà con, bà con đó nhìn được họ cũng vui vui, chỉ trai mấy cũng vui vẻ an lòng. Chúng con ấy tình thương chân thật đối xử với nhau, gặp chuyện khó khăn của ai chúng ta đừng đứng ra thu xếp giải họ một cách dễ dàng. Người không nói lời chia sẻ thì không có thật lớn không với bà con tốt gì, không bị người ta đâu ra làm chứng. Còn ngược lại, những người ấy thì họ là người nhiều chuyện, những hạng người này chúng ta luôn luôn cho họ. Họ là kẻ dịch ba, dịch bảy, đem chuyện này nói ra, nói vào hư khấu kêu thích người khác để một đạo mối mất con. Người nào cũng đổ được khẩu hành này thì sẽ được hỏi người kính trọng và quý mến, không ngừng tu tập, không hối chuyển, vì không gieo nhân hại người nên không bị người hại, đó là một điều hạnh phúc nhất. Pháp luật nhân quả khẩu hành này vào bản thân, câu chuyện đã nhắc nhở cho con hãy lấy đó làm bài học cho đời tu của mình, không nên nói lời gây chia rẽ, vì những nói mặt lòng sẽ làm khổ người, còn bản thân mình sẽ không còn ai kính trọng và quý mến. Ở đời ai cũng muốn có nhiều bạn bè tốt để giúp đỡ mình, vì muốn được có nhiều người tin mình, quý trọng mình và cũng có. Và cũng có những người được như bản thân, họ đi đâu làm gì cũng được nhiều người nhắn chuột, nói gì làm gì cũng được nhiều người tin theo, trái lại cũng không có gì sống cô đơn không bạn bè, làm gì cũng không được người khác giúp đỡ, nói gì không ai đi theo, đó là một người từ đời trước cũng như đời này sống không thực, không nhốt cá sống đò, tết với mọi người không bao giờ thấy chia rẽ. Còn người kia thì trái lại, trong đời sống trước và ở đời sống này cũng phải sống không trung thực hay nói dối, lại hay gây chia rẽ. Nhưng chúng ta thấy những đạo đức như quả khẩu hành này được giảng giải rõ ràng và cũng muốn rộng rãi trong xã hội, thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao, từng mỗi con người sẽ có cuộc sống tốt đẹp biết bao. Phần kết luận, nhân quả khẩu hành mới được giảng giải rõ, phân tích kỹ và phổ biến rộng rãi thì sẽ có tác dụng lớn cải thiện cuộc sống đạo đức của cá nhân và xã hội. Mỗi cá nhân đều có ý thức là đủ trách nhiệm của mình đối với mỗi hành vi lời nói và ý kiến của mình. Mỗi cá nhân đều lo lắng làm sao mỗi hành động của mình, mỗi lời nói và ý kiến của mình đều thiệt lành, có ích đối với bản thân, đối với người khác và đối với toàn xã hội. Mỗi cá nhân đều có nhận thức sâu sắc gây thiệt hại cho người. Mỗi cá nhân đều có nhận thức sâu sắc gây thiệt hại cho người, cho xã hội, tức là gây thiệt hại cho bản thân thân mình trước và giúp đỡ người, tức là giúp đỡ người mình. Nhờ có nhận thức đúng đắn về đạo đức nhân quả khẩu hành, cho nên mọi người dù sống là thôi, không cần lo âu sợ hãi, cũng không cần mặc tiền và mặc thời giờ xem tướng xem đó, không nhờ thành cúng sao hay là xem nhà xem đất. Chính phủ không cần hư hào bài trừ mê tín dị đoan mà mọi giữa việc mê tín dị đoan sẽ dần dần bị loại trừ ra khỏi xã hội. Những nền đạo đức nhân quả ngay bản được phổ biến rộng rãi. Nhân quả khẩu hành đem lại cho chúng ta sự nhận thức rõ ràng giữa cái ác và cái thiện, trong rồi rèn luyện để chúng ta có lên, để chúng ta nói lên những lời truyền tải thương yêu hòa giải đối với mọi người. Nói tóm lại, chúng ta phải chuẩn bị cái chết của chúng ta ngay khi chúng ta còn sống khỏe mạnh, còn đầy đủ tinh thần tỉnh táo. Chúng ta chuẩn bị bằng cách ngày ngày tạo các việc làm nơi ý nghĩ, lời nói và việc làm, bằng cách tu tập và tâm ngay ngay việc ác hóa, khiến cho tâm bao giờ cũng trong sáng cùng thiện,
có như vậy thì thế sẽ thân thả hai vui, đời sống trong hạnh phúc tin ngưỡng, không còn phải lo âu sợ hãi gì hết, lời nói không